Hello, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại cái sự kiện chiêu tài của mùa này, là mùa thứ tư rồi thì phải. Và đây là cụm 2 nhé các bạn. Mùa chiêu tài của cái game này hiện tại đang có 3 cụm. Thì mình cũng sẽ nói danh sách từng cụm cho các bạn. Cụm thứ nhất là bao gồm từ server 1 cho đến server 33, 32 gì đó. Còn cụm 2 là cái cụm trên màn hình của các bạn, là từ server 33, 34 cho đến server 66. Còn cụm cuối cùng là cụm 3, là từ server 67 đến server 100, 100 mấy ấy. Thì mình cũng đã check qua ba server rồi, ba cái cụm rồi. Thì hiện tại cái cụm này gọi là cái cụm đẳng cấp nhất, đó là cái cụm 2. Các bạn có thể thấy trên màn hình, đứng vị trí đầu vẫn là bọt chip, và thứ hai là bọt tôn giả, và thứ ba là bọt bún chả ngon, thì thứ tư là bọt tần đại. Đấy, các bạn thấy chưa? Bốn bot này thì mình cũng đã lên clip rất là nhiều. Riêng top 2, top 3, top 4 là rơi vào cụm 5, một cái cụm mà toàn là đồng tiền các bạn, một cái cụm mà nhìn vào cụm mà chỉ biết tiền thôi các bạn. Một cụm mà có 2 nick, nạp thêm 1 tỷ, có một nick thứ ba gần 1 tỷ nữa, quá kinh khủng. Nói chung là tí nữa mình sẽ gắn lên cái clip của cụm 5 xem cái mùa giải liên server vừa rồi các cụm các bot đánh nhau như thế nào. Dẫn đầu là bot chip với số điểm là 433.760 đấy, với số điểm 433.760 này các bạn biết nạp bao nhiêu tiền không? Đây mình sẽ cho các bạn xem để cái nạp. Ví dụ như chúng ta bỏ ra 1,3 triệu đấy, thì chúng ta sẽ nhận về được 4.500 điểm. Thì mình tính đi, GG là 1 triệu sẽ được 4.000 điểm đi. Đấy, thì việc vậy thì 10 triệu là 40.000. Đấy, và 100 triệu là 400.000. Đấy, quá kinh khủng các bạn, đầu tư 100 triệu. Thì với 100 triệu này bọt chip sẽ lên được đồ gì? Theo như mình biết thì cứ khoảng 12 triệu sẽ được một món hồng hoa. Vậy là tầm khoảng 50 triệu, 60 triệu thì sẽ được một set hồng hoang chẳng hạn. Đấy, set hồng hoang thì sẽ mất tầm khoảng 200 điểm để đổi lấy cái kinh thi này. Nói chung là chắc chắn là các bot sẽ đổi mắc cái kinh thi này. Với số lượt mắc như thế này thì với số lần mua là 120 lần thì cũng tiêu tốn khoảng 200 mấy điểm đấy. Đấy, không biết các bot đợt này chắc là một là lấy thần thông đỏ này, kích này. Cũng là nhiều cái lắm. Mình sẽ nghĩ các bot đôi lúc còn mua cả đỏ vàng năng pháp bảo nữa này. Ok, chúng ta sẽ cùng vào soi đồ nhé. Bot chip hiện tại là 8 tỷ 2 nha các bạn. Cấp 103. Nói chung là cũng khá là thiệt thòi so với các bot còn lại về cái thời gian ra server, server 51. Đây, bot là một binh giới. Với việc là cho con gì? Con Kim Mô ở vị trí thiên này. Hay đấy các bạn ạ. Bởi vì hiện tại thì bot chip đang ao trình của cụm luôn. Nên cho Kim Mô này đôi lúc là vào giật một cái thì chết mấy thằng luôn các bạn. Hai phe này gây cho cả ba kẻ địch ngẫu nhiên 214% sát thương thật, là sát thương bỏ qua phòng thủ và hậu thuẫn đấy. Sát thương thật này thì có thể con tần tướng Dương Tiễn các bạn thấy đánh thưởng của nó khi đột phá 16 hình như có thế phải. Tiếp theo nó là hai phe địch và ta cứ có một thần tướng thi triển kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng Kim Mô tăng 20%, tối đa tăng 10 lần sau khi tấn công ngẫu nhiên kèm theo 3 lần cấm trị liệu được cộng dồn, cũng ổn đấy nhỉ. Mức trị liệu của cấm trị liệu và cấm cả hậu thuẫn nữa là giảm 30%. Bí bảo của nó thì sau khi tấn công chuyển hóa 100% sát thương thành sinh lực trị liệu cho đồng đội có sinh lực thấp nhất. À, con này vừa gây đam vừa hỗ trợ hồi máu này. Sát thương thành 100% sinh lực cho trị liệu cũng được đấy. Ok, chúng ta cùng xem nhé. Thứ nhất là cho xem Diêm Vương đi. Diêm Vương là mang một set hồng hoang. Pháp bảo là mắc. Với server 51 thì chưa mắc được pháp bảo nhé các bạn. Server 51 thì ít nhất cũng phải một tháng nữa mới được lên pháp bảo 100. 8 đến 20 ngày nữa, tầm đấy, tầm một tháng. Với lượng tấn công là 12 tỷ các bạn ạ. Lượng máu là 136 triệu. Con này đang bui tanh phản đam nhé các bạn. Với thiên kỹ bản sắc yêu thương. 25% sát thương và 25% giảm sát thương này. Thêm mà thiên kỹ cố chấp. Cố chấp bất hồi sinh này. Ngọc Thạch Câu Thần Phạn này 100% sát thương tiếp. Đi cho mình cái kỳ vật phá thân tử nha các bạn. Đấy, phá thân tử các bạn. Nói chung là nick này đang áp chỉnh quá là server rồi. Và hiện tại mà với điều kiện nạp thêm 100 triệu thì đã lên được hai set này. Hai set thỏng hoang. Set thứ hai là Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh đang là đam chính nha các bạn. Các bạn thấy bổ thiên kỹ của Bạch Cốt Tinh là đang là sát thủ luôn. Hầu như là lượng đam tối đa nhất.
Con này giết người cũng lấy nộ này, ai bị độc cũng lấy nộ này. Đi mãn nhãn hồng nữa. Cảm giác mà con này mà nó mà đánh thường một cái, nó chọn một cái thì chết. Sau khi tiền kỹ năng tăng cho thần tướng cũng phải ta 8% trước thương hỗ trợ à. Tiếp theo nữa là nộ ký cần khi thi triển kỹ năng đổi thành 3 điểm rất là ngon nhé. Thì lúc đó nó được thêm 20% sát thương vào đây nữa. Bình thường 4 đúng không? Bây giờ còn 3. Sau khi tấn công trực tiếp đánh bại mục tiêu, chuyển dịch tất cả sát thương lên mục tiêu thần địch đi tiếp theo. Chuyển dịch độc. Khi bị tấn công, bản thân có một nộ khí bản thân tăng 5% sát thương. Thôi, mấy cái thiên kỹ này lắp vào cho đẹp rồi các bạn. Cũng là không có liều. Khuyên không phải thiên kỹ mà cái minh văn kỹ năng. Thần thông thì sao? 2, 4, 6, 8. 8 slot thần thông các bạn. Cũng hạn chế nha. À, xem mấy cái nick server đầu là bây giờ qua mấy cái server tầm trung như thế này thì cũng thấy bị hạn chế về thần thông khá thiệt thòi. Nick này đang phá cảnh 5 nha các bạn. Phá cảnh 5. Phá cảnh 5 đang ưu tiên cho Bạch Cốt Tinh, còn Diêm Vương là phá cảnh 4. À, đế thính thì với lượng máu là 110 triệu. Khét nhỉ, con đế thính này sao máu nhiều thế nhỉ? Con đế thính này đang mang tính chất hỗ trợ với trảm yêu trừ ma. Các bạn thấy là minh văn hầu như đã 6 rồi. Ở quyền cái thiên kỵ đã level 6 rồi. Lê Hoa đối vũ của Bạch Thử. 20% giảm thương nữa. Nick này giảm sát thương rất là nhiều nhé các bạn. Đế thính cũng giảm sát thương, là Bạch Thử cũng giảm sát thương này. Hiện tại con Phong Xuyên Hà này là được đeo cái thiên kỵ tiên phạt chế nhân này. Rồi tam sinh thế này. Ồ, con này lại có phong phái yêu kiều các bạn. Hay thế, cũng hay đấy nhỉ. Bình thường ấy, cái vị trí này là các bạn sẽ cho cái thiên kỹ của thần tướng Táo Quân. Đấy, nhưng bạn bạn này là cho cái thiên kỹ này cũng hay. Tạo cái hiệu ứng này. Làm một người khác giới ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên thì hơi tiếc nhỉ, cho đam chính của kẻ địch thì sẽ hay. Hỗn loạn 2. À, con này có cái thần thông vu vu kia không? Không có. Đây, tiếp theo nữa, Bạch Thử thức tỉnh 3. Với 9 triệu tư tấn công, 116 triệu máu. Ngay chả, Ninh này vẫn đang thiếu thiên kỹ các bạn. Vẫn đang thiếu cái điểm thiên kỹ. Ninh này lên cái tiên phạt chế nhân nhiều như thế. Riêng lên hai cái tiên phạt. Lên cái tiên phạt chế nhân level 6 này. Lên hai cái này lên về 6 là tốn nhiều lắm đấy các bạn. Trảm yêu trừ ma với tiên phạt chế nhân. Hai cái thiên kỹ này lên tốn dã man mảnh tướng cao. Ninh này gần mắc rồi. Còn hai cái cuối nữa sẽ mắc cái thiên kỹ level 6 hết. Hình như là bọn bốn chả và bọn tôn giả là người đã lên sớm nhất thì phải. Cái này khế ước cũng vậy. Cái này thì hiện tại đang quy đều nhé các bạn. Các bạn thấy này, lượng máu và lượng tấn công nó tương đồng với nhau, x10. Đấy, đôi lúc chúng ta cảm thấy là cái này còn trâu hơn nữa đấy. Chủ nick quy trâu hơn tí, chúng ta xem đá quý một chút nhé. So tài này. Mình check qua đá quý một chút. Đấy, nick này đặc quý cũng đang bi đều, không dồn lực nữa. Ừ, đặc quý 7 full đều, còn đặc quý 8. Nói chung là muốn nick 8 tỷ như này rất khỏe rồi. Tiếp theo chúng ta xem cái đồ giám nhé. Đồ giám cũng mắc. Thẻ biến thân 62 sẽ 72 không có gì thay đổi nhiều nhỉ. Mô hình hôm nay lại cũng đã mắc rồi. Gần mắc này, bây giờ mắc 3 cái đây. Đấy, sắp mắc cái thứ tư, cái thứ ba thì gần mắc. Nói chung là tính là 3 đi. Mình nghĩ là bot vẫn chưa mua đồ nhé các bạn. Vẫn chưa mua đồ, chắc là mới mua thêm một hai món hoàng hoang thôi. Chứ vẫn chưa mua đồ. Ok, chúng ta sẽ cùng xem cái nick tiếp theo. À, TG tôn giả mà bốn trạng. Ai kỳ phùng địch phụ này. Ai kỳ phùng địch thủ này. Khá là cạnh tranh nhau nhiều đấy các bạn ạ. 272.020 với 246.010. Hai nick này thì với số điểm thế này thì phải nạp trên 10 triệu nha các bạn. À quên, nạp trên 50 triệu mới được số điểm như thế này. À, hiện tại tông môn đứng vị trí thứ nhất là chắc chắn là tông môn của Chip. Tông môn thứ hai chính là tông môn của ai đây? Chính là tông môn của Tôn Giả, và tông môn thứ ba là tông môn của Bốn Trạng. Vậy thì thứ tư là Tần Đại, server bát chính. Thì có đứng được top tư không? Ui, khá là đen. Server của bọn Tần Đại là server bát chính. Đang ở vị trí thứ 8 các bạn ạ. Chà, vậy là cái Tây Du 45 này mọi người cũng đoàn kết đấy nhỉ. Không có ai top 3 mà vẫn lên leo được. Không 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 có ai top 4 cá nhân mà cũng leo lên được đấy. 53 à, 53 là có hai ông top 6 và top 8 các bạn.
45 nhé. 45, 45 có ông nào tốt không? 45 có ông Bốn Bảo. Ông Bốn Bảo đứng ở vị trí 10, chứng tỏ cái tông môn 45 này chắc một đứa có tích lại, và hoặc là tông môn làm rất là đoàn kết, hoặc là tông môn đều, hoặc là có trường hợp mà chơi một mình cân cả ba tông môn trong server rồi bút điểm về tông môn gốc chẳng hạn, cũng khá là hay đấy. Ok, chúng ta sẽ xem nick của Bọt Tôn Giả nhé. Với số điểm như thế thì đủ mua một set Hồng Hoang nữa. Vậy thì set Hồng Hoang đó có phải là của Tiểu Bạch Long không? Mình xem nhé. Ui, không phải các bạn. Quan Âm mặt. Ồ, được phụ thuộc vào Quan Âm. Vậy là thay vì lên Tiểu Bạch Long như vậy thì bọn Tôn Giả đã nghĩ tới việc là lên 25 chính, đó là cho Tôn Ngộ Không. Ui, 1 triệu, 17 triệu 8 tấn công, là gần 18 triệu tấn công. Mạng ơi, thiên phạt chế nhân. Thêm thiên kỹ chân quân, điện thánh. Rén đi các bạn. Thêm bản sắc như ma vương để tăng cái giảm sát thương gian đầu à. Càng đấy các bạn. Quan Âm thì sao? Quan Âm thì mang cho mình anh hồn máu, giảm tổn thương, hồi sinh đấy, rồi hồi máu cũng như là miễn thương, khá là khỏe các bạn. Con này thì cũng là gần 18 triệu tấn công. Hôm nào mà mình kiếm một cái video clip của hai bạn này bem nhau Tôn Giả với bún chả cho mọi người chiêm. Ui, nhìn vào cái nick này mình đảo qua một tí nào. Đường Tăng thức tỉnh 3 đang ở vị trí phía sau. Đường Tăng này được cho mình hỗ trợ vào Du Long Ký Hải. Khi mà kích hoạt Du Long Ký Hải thì sẽ bút liên kích cho Ngộ Không luôn. Ok, bút liên kích cho cả Đường Tăng nữa. Cho Quan Âm nữa. Quan Âm không sử dụng chuyển hóa linh kích thành nộ nha. Nói chung là các boss hiện tại là một cái tư duy mới về meta các boss rồi, nên chúng ta cũng không thể phán được các bạn ạ. Chỉ xem thôi. Đúng hay sai thì phải hỏi các boss kia. Chúng mình cũng chịu, bởi vì mình có được cầm chơi đâu. Chúng ta chỉ là cứ người xem hoa thôi. Các bạn thấy là các boss nhất hiện tại vẫn chưa mắc tất cả mọi cái thiên ký level 6 các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa, để lên được full thiên ký level 6 tất cả rất là khoai. Nick này có một điều đặc biệt là không có trả miêu từ ma, các bạn thấy chưa? Đấy, có, xin lỗi, trả miêu từ ma level 5 cũng có, chưa có điều kiện lên level 6 này. Rất là tốn các bạn. Mỗi lần lên từ 5 lên 6 nó mất khoảng 7.200 cái mảnh tướng cam. Đấy. Cảm ơn. Tướng đỏ thì kiếm nó dễ, nhưng bây giờ tướng cam nó kiếm thấy bà luôn. Đấy, rồi cái này cũng vậy. Vì thế các bạn, các boss bây giờ cũng phải chiêu mộ rất là nhiều tướng. Đây cũng có bất choáng mắc choáng này, hỗn loạn này, tập trung vào hiệu ứng khá là nhiều. Con mình xem nào, con Trừ Phạt Giới này là cũng đam to đấy các bạn. À, mấy con tướng cam này nó đam to thế nhỉ. Cái này thì chỉ một Trừ Phạt Giới thôi các bạn nhé. Mình Đường Tăng này, Đường Tăng hồi máu chứ hay là Đường Tăng đam? Đường Tăng hồi máu các bạn. Ui, vãi nhái, giờ mình mới để con Đế Thính Hồng Hoang. Vậy là nick này là nick có 3 set Hồng Hoang các bạn ạ. Ôi cha cha mẹ ơi. Thét, khóc thét, khóc thét các bạn. Ồ. Ui, cái gì đây nữa? Ui, ngon đấy. Khi thần tướng phải ta tử vong, 25% nhận một chân ngôn. Chân ngôn này là khi vì tiến công phòng ngừa sát thương lần này và chuyển hóa thành sinh lực trị liệu bản thân. Vậy là con này rất là trâu nha các bạn. Con này trâu đấy, tính ra cái này khá là ngon đấy nha các bạn. Cho những con mà vừa nửa đam nửa tanh ấy, những cái con mà có cái này rất là ngon. Ví dụ như Bạch Tử chẳng hạn, Tử mang cái thiên ký kỹ năng đó rất là ngon. Ở Minh Văn kỹ năng lũ các bạn. Ui, dã man quá các bạn. Ba cái món hồng hoa mình qua đá qua một bún chả. Ui, hai bạn này lực chiến gần ná ná nhau các bạn, 13 tỷ 420 nhé. Còn bên này là cũng là 13 tỷ 145 ấy, kỳ phùng địch thủ có khác gọt liền. Đây có thể là hai boss cùng chung một cụm cạnh tranh nhất từ khi đầu game ra mắt đến giờ các bạn. Diêm Vương 18 triệu tấn công, 118 triệu máu, chắc chắn là đi thêm Hỏa Phùng Liêu Nguyên nữa, tích hợp đột sợ rồi nhỉ. Cái clip gần đây thì bún chả đã thắng, mà hôm nào mình thử kiếm cái clip nào mà Tôn Giả thắng bún chả xem. Tầm này thì cảm giác là Thánh sẽ yếu chút rồi đấy các bạn, Minh nó lên ngôi rồi. Đấy các bạn thấy chưa, cái tiên phạt chế nhân này các boss rất là ưu ái, kể cả boss bây giờ còn chơi thêm vong hồn nữa, nghĩa là đây là siêu sát thủ luôn mắt, vào trận muốn lấy đam từ vong hồn luôn, không tính nhiều, lấy 40% tấn công tổng.
đi phá thần tử. Khi kết thúc hiệp, bản thân tăng vĩnh 10% tấn công tối đa. Thật ra cái 10% tấn công này cũng ngon đấy. Đây là 100 tấn công cộng nha các bác. Bởi vì nó tính khi kết thúc hiệp đấu mà. Thì lúc đó nó sẽ nhân tất cả tấn công của nó rồi nhân lên 10. Ui, nick này mình đã nói được. Có hai cái thiên kỹ minh văn này. Ở hai cái minh văn thiên kỹ. Ở quên hai cái minh văn kỹ năng. Mẹ. Chơi nhiều quá bị lú không? Mình xem có cái nào mới không? Sau khi tấn công đánh bại mục tiêu chuyển dịch trạng thái này. Cũng vậy. Ui, giống cái lúc nãy chúng ta vừa xem này. Đập cốt hại luôn. Ui, cũng chơi đế thính các bạn. Đế thính cũng một set hồng hoang. Vậy là ba set hồng hoang các bạn ạ. Ui giời ơi. Các bọt ơi. Khét khét. Con này thì phản đam ấy. Con này thì phản đam khá là ngon. Vậy. Phản đam. Ui, rén các bạn. Nhìn rén. Đội hình quá chuẩn này. Anh nhãn quân. Các nhãn quân này thì mang tính chất là trâu không? Khỏe đấy. Không biết sắp tới thì bot có hướng là thay đổi con bát nhãn quân thành con gì không? À, vị trí thiên là anh chiêu nhá. Nghĩa là tối ưu cái lượng đam cho bạch cốt tinh luôn các bạn. Thôi thần thông của các bot thì cũng không có gì nhiều đâu. Vẫn thế thôi. Vì thần thông các bot lên lâu mắc lâu rồi. À, các bạn có thể thấy được điều đặc biệt là nick này là... Về vấn đề thiên kỹ là nick này rất là kinh. Đấy. Còn mỗi cái này lên level 6 thôi. Đang chờ được lên level 6, con này tất cả lên level 6 hết rồi. Ôi cha cha mẹ ơi. Một cái nick nạp lên 1 tỷ. Đây, tại sao lại việc được nạp lên 1 tỷ? Chúng ta sẽ phải nhìn vào cái này này, cái viên đá quý này này các bác này. Đâu mình cho các bạn xem viên đá quý chính. Đây, sáng lên loẹt. Đấy, viên đá chính này. 9 với 8 thì khác nhau bởi một cái vòng ngoài các bác. Đây, viên đá chính này. Mình check sang cái nick của tôn giả. Đá quý này. Có viên viên đá chín không nhỉ? Chưa các bạn. Tám 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 tám. Đây là những này gần 1 tỷ thôi các bạn. Hoặc là có thể là trên tỷ rồi, mình không biết đâu các bạn. Thôi. À, video của mình đến đây chắc cũng là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.